Chúa theo Thánh Matthew. Đức Kitô về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sừng sốt và nói: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thờ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Joseph, Simon và Judas sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giê-xu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương của mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Quý vị và các bạn thân mến, bởi đâu ông được như vậy? Chúa Giê-xu trở về thăm quê hương Nazareth, nhưng bị người đồng hương từ chối. Họ đã sừng sốt khi nghe Chúa Giê-xu giảng dạy, bởi người giảng dạy cách khôn ngoan và sâu nhiệm. Nhưng họ cũng sừng sốt vì tông tích của Chúa Giê-xu. Bởi đâu ông được khôn ngoan như vậy? Ông ấy không phải là con bác thợ mộc đó sao? Và họ vấp ngã vì người. Thái độ cứng lòng tin của người đồng hương đã làm Chúa Giê-xu khó chịu, và người đã lấy câu ngạn ngữ để giáo huấn: Tiên tri có bị rẻ rúng thì chỉ là ở chính quê hương của mình và trong gia đình mình mà thôi. Những người Nazareth cảm phục lời Chúa Giê-xu rao giảng và các phép lạ người làm, nhưng họ lại không tin vào con người của Chúa Giê-xu, chỉ vì họ để ý đến nguồn gốc tầm thường của gia đình người. Như thế, cái vẻ tầm thường bên ngoài rất dễ che lấp con mắt khách quan của chúng ta, khiến chúng ta khó nhận ra cái giá trị sâu xa bên trong. Điều này nhắc nhở chúng ta, khi tiếp xúc với những giá trị tinh thần, nhất là có tính cách thần thiêng, như khi gặp gỡ Chúa, cử hành các bí tích, chúng ta cần vượt qua cái vẻ tầm thường và tự nhiên bên ngoài để dùng con mắt đức tin mà nhận ra những giá trị thiêng liêng và cao trọng của những gì thuộc về Thiên Chúa. Những người Nazareth biết rõ tông tích có tính cách trần thế của Chúa Giê-xu, nhưng họ không nhận ra Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, chỉ vì họ cứng lòng tin. Rút kinh nghiệm, dù biết rõ, hiểu rõ và thấy rõ những gì bên ngoài của các bí tích, nhưng thiếu lòng tin thì việc lãnh nhận các bí tích cũng không hiệu quả tốt cho phần rồi của chúng ta. Như vậy, giảng dạy nhiều mà không sống điều mình giảng dạy thì cũng vô ích cho phần rồi của mình. Chính vì họ không tin nên Chúa Giê-xu đã không làm nhiều phép lạ. Muốn được hiệu quả cho phần rồi thì những việc đạo đức, nhất là khi nhận lãnh các bí tích, chúng ta cần có đức tin đơn sơ và chân thành. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Amen.